Xin giới thiệu cho các bạn bình xịt điện Takeo TK20 là sự lựa chọn hoàn hảo để phun thuốc nông nghiệp, phun xịt vệ sinh tẩy rửa, phun thuốc từ sâu diệt côn trùng, góp phần bảo vệ mùa màng cho nhà nông được tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng khui thùng để xem bên trong có những phụ kiện gì. Đối với bình xịt điện TK20 này thì có dung tích bình chứa là 20 lít. Phía trước là dây xịt gắn liền với thân máy. Đồng hồ đo điện áp còn trong bình ắc quy. Bên hông này là công tắc nguồn của máy. Đây là núm điều chỉnh tốc độ phun. Có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Đây là jack cắm adapter. Phía sau thân máy chúng ta có thể thấy đây là một cái đệm lưng giúp cho người sử dụng được thoải mái hơn và không bị đau lưng trong khi làm việc. Nguyên lý hoạt động của máy thì máy sử dụng dòng điện một chiều được lấy từ bình ắc quy gắn phía dưới đáy bình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại để chúng ta có thể sử dụng được chiếc bình xịt điện TK20 này. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp tay cầm van bi vào trong dây xịt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp cần xịt vào trong tay cầm. Cần xịt này thì các bạn có thể kéo dài hoặc là thu ngắn lại đều được. Thì các bạn phun trên cao hoặc là phun ở dưới thấp thì các bạn có thể điều chỉnh độ dài của cần xịt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp đầu xịt vào trong cần xịt. Với chiếc bình xịt điện Takeo TK20 này có tốc độ phun nhanh chóng, diện tích phun lớn sẽ giúp lượng thuốc phun ra được lan tỏa và đồng đều hơn. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video.